mới lần đầu khi mà nghe anh giới thiệu về sản phẩm này á, thì em cũng nửa tin nửa ngờ thôi. Em nghĩ là nó đang là cái mà khách hàng đang tìm tới và cần thôi kho hiện đang tự tin để mà giới thiệu cái sản phẩm này tới khách hàng. Em có thể cho anh cái cảm nghĩ gì khi mà sáng giờ anh em mình lắp đặt cái máy lọc khí Iburi và dùng những cái thiết bị mà chuyên dụng để đánh giá về cái sản phẩm này? Lúc mà nghe giới thiệu về sản phẩm Iburi này á, lọc bụi mịn và bụi siêu mịn á, thì em cũng chưa tin tưởng lắm. Nhưng mà qua cái thời gian lắp đặt và coi thông số, những con số qua cái máy đo chuyên dụng á, thì em thấy là nó rất là khả quan và nó hơn cả mong đợi. Và đặc biệt á, nó có khả năng là diệt khuẩn và khử mùi nữa. Đây là những cái tính năng mà khách hàng đang rất cần trong mùa dịch bệnh này. Em thấy á, cái thiết bị này á, lúc mà lắp lên xe nó mang tính thẩm mỹ cao nữa, đẹp, là nó gọn gàng lắm. Với những chia sẻ này, với những cái cảm nhận này, thì em có tự tin mà giới thiệu sản phẩm máy lọc không khí Iburi này cho khách hàng của Ford Cần Thơ nói riêng và đặc biệt những dòng xe mà xe con nói chung ở Cần Thơ không? Đây là cái tình hình chung là đang dịch bệnh. Em nghĩ là nó đang là cái mà khách hàng đang tìm tới và Cần Thơ Ford hiện đang tự tin để mà giới thiệu cái sản phẩm này tới khách hàng. Rồi, cảm ơn em.